bạn xem xét đấu thứ 3 trận đấu giữa đội Chí Linh và đội Tài Lộc ở phía bên kia lưới. Chim đi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá trời đâu. Điểm để ăn được luôn ta luôn à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.